chợ hoa Hà Đông này, sáng 30 Tết này. Nhất chi mai. Giá hôm nay giá rẻ. Đây, đây là giá 150 một cây đây. Vừa rồi mình cũng bê một cây này. Mai rất là đẹp. Giá 150. Giá rẻ bất ngờ, sáng 30 Tết. Cây này bao nhiêu em? Cây này 600 ạ. 600 à? Vâng. Đúng rồi, giá rẻ, đủ quần mà. Cây nào ấy ơi? 600 lấy lấy. Quất này bao nhiêu đây anh? Không bán quất chị ơi. Quất không bán ạ. Chỉ bán mai thôi, quất không bán. Rồi mua chơi hôm nay ngày mai. Ai mà 150 đi vào trong nhá. Ngoài không giả giá 150 đâu, không bán đâu. Ngoài bán 150 cộng với 300 nữa. 150 ở trong này chọn cái nào chọn. Bên ngoài cái từ giờ đến chiều cũng sẽ có giá 150 nhá. Từ giờ đến trưa là cháu dọn đồ rồi. Dọn đồ về đây. Trưa là cháu dọn rồi. Trưa là xe xuống là bốc lên về vườn tiếp tục thôi, sang năm lại bán. Sang năm. Phục vụ bà con sang năm thôi. Ba về mang về ba về coi bài này. 30 Tết coi như là. Đằng em này bao nhiêu đây? Đây đây 400 anh ơi. Lên đường luôn không phải nghĩ. Tụt quần đi. Để đó. Giá tụt quần đấy. Tụt nữa đi để con biết đường nhà nào. Hết nữa rồi. Bạn Phong. Như cây này gọi là thế gì anh? Hả? Giáng Nguyệt. Nguyệt à? Giáng. Cây này là bao nhiêu em ơi? 450 ạ. 450 á? Lấy bảo 450 cây nào nhỉ? Đây, đây. Không. Cây này lấy em bảo 450 nhỉ? Cây chặt cây nào? Cây cây 450 cây nào? Cây nào cây nào? Ừ. Rồi. Giá chót. Thôi đi ra xem quất đi. Ôi giời, quất. Quất đẹp. Chưa, cây này bao nhiêu sếp? 100. Bao nhiêu à? 100.000. Ôi trời. 100. Bao đếm để cho đấy. Bao đếm để cho đấy cho. Đấy, 400. Hôm nay 100. Hôm nay 100. Vâng. Cái này đẹp mà 100.000 cá bình này được rồi. Bán cái bình nó tiền 100.000 rồi. Cây này 100 à? Bán rồi ạ. Bán rồi. Bán 100 thôi nhưng mà bán rồi. Thế còn các cây kia? Bán hết rồi. Bán hết à? Vâng. Bây giờ vào bây giờ xem. Đại hạ giá khổ để cho đi về chứ. Đúng ăn rồi. 100.000 cái... Bây giờ bán giá nào cũng bán. Bán vừa cho. Bán tháo vốn. Đẹp quá. Giá hôm nay thì... bao nhiêu cây này em? 500 à? Xả giá. Đồng giá 500 em ơi. Tất cả 500 à? Vâng. Thế là 200 một cái này tưởng 500 một đồng kia. 200. Vâng, đồng giá với cái phương vào kia. À. Đấy bà con này làm ăn khổ thế đấy. Rồi. Thì năm nay vất vả quá. Vâng. Nhiều ủng hộ bà con ơi. Đây là xe này chở. Đây là chở đây ơi. Rất là rẻ. Không nó sạch chứ này mà. Không, có hộ cái. Không, ghế cháu để bán hàng mà.
tặng cái đây. Không ạ. Cái này đỡ phải đi mua. Mà mua cái đôn. Mua cái đôn. Đúng rồi. Cái ghế này xấu. Đôn làm gì? Ai lại để. Nó đang đòi 200 một cây. Ở trên đầu kia 100 gì đấy. Nhưng mà đấy, mình nhìn nó có bằng. Đầu 100 cây. Hả? À, không, ở trên đầu kia 100. Đó, đang hỏi xem. Cây quả chín không được, đây không được. Thế cái này sẽ tích em mấy cây này mà cây là bằng giá gì luôn chưa? Các cây to là bao nhiêu? Cây này bao nhiêu em ơi? Tháo giá, tháo 4. Cây này bao nhiêu em? 600 ạ. 600 ạ? Rồi, vẫn là 600 ạ. Cây nào đẹp nhỉ? Cái đào này bao nhiêu em? 600 đúng không ạ? 600 cây này à? Cây to này? Cây 700. Alo. Giờ gần 30 Tết rồi, vẫn còn. Bao nhiêu cành nhà em ơi? 400 ạ. Bao nhiêu một bó này chị? 50 ạ. 50 một bó này. Đẹp ơi. Bó này nhiều hoa bác ạ. Không, để xem các cái cành to hơn. Chú ơi. Cái chú ba. Cây này bao nhiêu em? 800 ạ. 800 ạ? Vâng. Cây 800. Tết rồi mà vẫn còn nhiều đấy em ơi.
Chị mà thiện chí mua đúng 4 triệu. Đây là 4 triệu. 4 triệu đây này. Giá này là giá sập sàn. Cây này nó không dưới 7 triệu đâu. Cái cây nhà này trăm một chu, thắm mãi chẳng biết thế nào các bạn. Trăm một chu, đấy cái đấy. Trăm một cây. Đồng giá 100. Đồng giá 100. Đồng giá 100. Đồng giá 100. Bê đây, đồng giá 100. Anh ơi, cho xe đi để người ta biết là đồng giá. Đâu? Đấy, đấy, đấy. Rẻ như cho công người ta chăm bón bao nhiêu quá rẻ bèo bọt. Rẻ quá, thế là bà con nông dân cũng vất vả. Đúng là sáng 30 Tết, 30 Tết bán. Bao nhiêu cây này em? Đây là 300 ạ. 300 à? Còn cây bé này? Đây 100 ạ. 100 mấy chậu thì mua mấy chậu, hỏi giá là bao nhiêu cây này? Một chậu thì đúng 100. 100. 100 mà. Em không bán. Bao nhiêu gốc này em? 450 không ạ? 450. 450 gốc. Lượng gì? Tốc lực.
Cái nhỏ là bao nhiêu chị? 40 ạ. 40 đỏ hay hồng? Đỏ đi. Đỏ xong xong màu lại, nó chọn lại đối chọn kia. Bao nhiêu một chậu đỗ khuyên này em? 100 ạ. Không bớt. Không được khách rồi. 100 ạ. Đây nó chỉ có đỗ quyền, nó chỉ có thế này thôi. Bỏ cái chỗ xem đây có chuyện. Đây đây sổ lỗ rồi, có cho nó có luôn. Tô lít. Bao nhiêu một cành đào này em? Cây này có 150 thôi. Có 150 thôi. Đây trồng nốt đi. Còn cây này nhỏ thì đang nhỏ thì có thể hơn. Mà bao nhiêu? Nhỏ này ạ. Nhỏ này có 50.000 một cành. Có 50.000 một cành này. Vâng. Cành này bao? 700 cành này. Người cầm đào 700. Nước kìa. Còn gì có cái cành đào là toàn mụn như thế này. Đỏ. Đây là em mới chụp khách thôi. Nhưng mà khách xuống xem hướng dưỡng xem nó to quá. Thế là lại cái đổ ấy. Sân bóng này, bà con nông dân rất là vất vả, cả
năm ấy là mới được đào này, nhưng mà bán này. Thôi tôi giới thiệu với các bạn phần xem cái cảnh chợ Tết, hoa Tết này dưới năm sáng 30 Tết. Bây giờ tại chợ hoa Tết sân bóng Hà Đông. Video ta dừng tại đây nhé. Xin chào.